Thúy Ngân trách móc Lan Ngọc trong tiệc sinh nhật vì lý do khiến cô trở nên hư hỏng. Mới đây, Thúy Ngân đăng một đoạn clip tố Lan Ngọc chiều hư được cộng đồng mạng thích thú. Chuyện gì đã xảy ra với cặp chị em Linh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân? Diễn biến sự việc như thế nào? Mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Trên kênh TikTok cá nhân, mới đây Thúy Ngân đã đăng tải đoạn clip ghi lại tiếp một tam ca giữa nữ diễn viên cùng Ninh Dương Lan Ngọc và Hòa Minzy tại một buổi tiệc mà cả ba có dịp hội ngộ cùng với nhau. Theo đó, bộ ba Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Hòa Minzy khiến người hâm mộ thích thú khi cùng nhau thể hiện ca khúc Như Lời Đồn của Bảo Anh. Hòa Minzy vốn là một ca sĩ, nên dù hát nhạc của đồng nghiệp, nữ ca sĩ vẫn thể hiện vô cùng mượt mà. Về phần Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân, dù sở hữu nhan sắc vạn người mê, nhưng giọng hát của hai cô nàng này lại có vẻ tỷ lệ nghịch so với nhan sắc. Khi Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân vừa cất lên những câu hát đầu tiên, cư dân mạng đã không thể nhịn được cười bởi giọng hát lệch tông, chênh phô. Thế nên có thể thấy xuyên suốt tiết mục này, Hòa Minzy đã gánh còng lưng phần của cặp chị em Thúy Ngân Lan Ngọc. Bù lại, hai cô nàng đã chiêu đãi fan những động tác vũ đạo lắc lư cực đẹp mắt. Đăng tải đoạn clip trên, Thúy Ngân còn đính kèm dòng chú thích nhằm hờn trách người chị Ninh Dương Lan Ngọc vì nuông chiều cô. Không có nhịp, không thuộc lời, mà chị Ngọc lúc nào cũng nói được, em hát được, chị chiều hư em rồi. Thông qua chia sẻ có thể thấy, Ninh Dương Lan Ngọc luôn khích lệ niềm đam mê ca hát của Thúy Ngân. Tuy nhiên, năng lực trong giọng hát của cô nàng này lại có giới hạn. Thời gian qua, cả Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân đều là những cái tên đắt xô trên các dự án chương trình giải trí. Không những vậy, cả hai còn liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình đình đám, nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Còn bạn, bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.